Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giêsu dẫn Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm Caiphê, nơi các thầy thông giáo và các trưởng lão đang hội họp. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa, đến sân của dinh thầy tế lễ thượng phẩm và vào bên trong ngồi với những kẻ canh gác để xem kết cuộc ra sao. Lúc ấy các thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng tìm chứng dối chống lại Đức Chúa Giêsu để có thể kết án tử hình Ngài. Nhưng họ không tìm được điều gì cả, mặc dù có nhiều kẻ đứng ra làm chứng dối. Cuối cùng có hai người bước ra tố cáo rằng: người này đã nói, ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày. Thầy tế lễ thượng phẩm đứng dậy và nói: ngươi không đáp lại lời những người này cáo buộc ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu vẫn im lặng. Thầy tế lễ thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: ta yêu cầu ngươi, chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, và nói cho chúng ta biết ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Giêsu đáp: chính ngươi đã nói thế. Nhưng ta nói với các ngươi, sau này các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng quyền năng và ngự trên mây trời mà đến. Lúc ấy thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói: nó đã nói phạm thượng, tại sao chúng ta còn cần nhân chứng nữa làm gì? Các ông vừa nghe lời phạm thượng của nó, các ông nghĩ thế nào? Họ trả lời: nó đáng chết. Rồi chúng khạc nhổ trên mặt Ngài, đánh Ngài. Một vài kẻ tát Ngài và nói: hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri cho chúng ta đi, ai là người đã đánh ngươi vậy?